chương trình truyền hình thực tế Người mẫu nhí Model Kids Việt Nam 2019 do hãng phim Hoàn Thảo phối hợp với hãng phim Việt Nam, kênh truyền hình Thiếu Nhi và trung tâm giải trí Học viện Ngôi Sao tổ chức đã được đông đảo thí sinh, các bậc phụ huynh đón nhận và tham gia là người thực hiện nghiêm túc việc đăng ký bản quyền cho chương trình nghệ thuật cũng như thực hiện mọi quy trình pháp lý theo đúng quy định của pháp luật tác giả hoàng thảo chia sẻ năm nào tác giả cũng phải xử lý hành vi trộm cắp lừa đảo của nhiều cá nhân đơn vị lớn nhỏ trên toàn quốc Người mẫu nhí Việt Nam Model Kids Việt Nam là chương trình truyền hình thực tế được ra đời và công bố vào ngày 10 tháng 7 năm 2012. Tuy tác phẩm chương trình Người mẫu nhí Việt Nam Model Kids Việt Nam ra đời năm 2012 nhưng mãi đến năm 2018 mới được hãng phim Hoàng Thảo phối hợp với hãng phim Việt Nam, kênh truyền hình Thiếu Nhi và Học viện Ngôi Sao sản xuất mùa đầu tiên dưới dạng cuộc thi cho tất cả các mẫu nhí trên toàn quốc. Chương trình diễn ra nhận được rất nhiều hiệu ứng tích cực từ khán giả và nhiều người tham gia chương trình. Sau đó nhà sản xuất tiếp tục cho ra mắt mùa 2, người mẫu nhí Việt Nam, Model Kids Việt Nam 2019 dưới dạng chương trình truyền hình thực tế theo đúng kịch bản gốc. Trong lúc sản xuất chương trình, tác giả Hoàng Thảo đã phát hiện có một chương trình giống với Model Kids Việt Nam, Người Mẫu Nhí Việt Nam 2019, do Multimedia GSC viết tắt là công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện, người đại diện pháp luật là bà Lê Thị Quỳnh Trang tổ chức sản xuất. Khi tác giả Hoàng Thảo nhận thấy có những dấu hiệu về ăn cắp bản quyền chương trình, ngay từ những ngày đầu từ phía bà Trang, hãng phim Hoàng Thảo đã có độc thái và sự thấu báo đến bà Trang cùng ban tổ chức của bà Trang về vấn đề xâm phạm bản quyền chương trình. Sau đó, bà Trang cho người gọi điện xin lỗi tác giả. Xong, về phía bà Trang đã không dừng lại hành vi của mình mà vẫn tiếp tục thực hiện việc tổ chức họp báo, PR truyền thông, quảng bá, lưu truyền, phát tán và quảng cáo kinh doanh chương trình trái phép một cách ngang nhiên. Để bảo vệ cho đứa con tinh thần, ông nguyễn hoàng thảo giám đốc hãng phim hoàng thảo đã chính thức đệ đơn tố cáo hành vi xâm phạm pháp luật nghiêm trọng của bà lê thị quỳnh trang cùng các tổ chức cá nhân có liên quan đến vụ việc này